Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Em có viết một cái bức thư cho anh ấy, việc email cho anh ấy để chia sẻ hết những suy nghĩ, những cái tâm tư của mình. Thì anh ấy chỉ trả lời một câu ngắn gọn lại thôi: anh không phải con người lãng mạn, em đừng trông chờ ở anh. Anh không phải con người lãng mạn, em đừng trông chờ ở anh. Thế xong thì em không nói gì. Đúng ngày 1 tháng 8 năm 2011 là ngày mà anh ấy nhận cái tờ quyết định có dấu đỏ, là anh ấy chính thức vào cơ quan hiện tại. Thì em nói lời chia tay. Em quá sốc ạ. Chưa bao giờ em dám mắng chồng em một tiếng. Em chỉ hết 45 phút em cho ra chơi. Em chỉ hết 45 phút em cho ra chơi. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, mời hai em. Em chào chị Hồng Vân và rồi, anh. Rồi, cứ ngồi, cứ ngồi. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Ngọc Linh. Hiện tại thì em đang là giáo viên bộ môn toán của trường Đoàn Thị Điểm. Em đến từ Hà Nội. Em năm nay 33 tuổi rồi ạ. Chào anh chị, em tên là Luận. Công việc của em là làm trong lực lượng vũ trang. Và em cũng đến từ Hà Nội. Em năm nay là 35 tuổi. Đúng luôn á, đúng, gọi là đúng chuẩn luôn á. Ngày xưa là các chú bộ đội là lúc nào trong đầu cũng nghĩ là sẽ lấy vợ giáo viên. Còn các cô giáo là lúc nào cũng nghĩ là chồng mình sẽ là bộ đội. Hồ gì đó hả chị? Chúng thơ ca luôn á, thiệt má. Bộ đội mà lấy giáo viên, tiền thì không có nhưng mà sướng điên cả ngày á. Tiền thì không có nhưng mà sướng điên cả ngày á. Sướng điên cả ngày đúng không? Anh rất là muốn nghe cái câu chuyện sướng điên sau này nó như thế nào. Trước tiên là anh muốn biết rằng là cái cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau, ấn tượng gì về nhau. Hai vợ chồng em quen nhau từ khi học cấp 3. Lúc đấy là em mới vào lớp 10, còn anh ấy là ở lớp 12. Lúc đầu là một người bạn của anh ấy tán em á. Thế nhưng mà tán không nổi. Thì về với con nói với anh ấy là: tao Tâm là con bé này xinh lắm, cá tính lắm, nhưng mà tao không tán được. Thế anh ấy bảo là: đâu mày chỉ tao coi con nào. Thế đến khi mà anh bạn ấy chỉ em, anh ấy bảo là: cái gì? Con này mà xinh á? Cái lúc rồi tao đùng lỗ mũi cái này mà xinh á? Đấy. Ủa nhưng mà sao em lại biết câu chuyện đó? Sau này lấy nhau về rồi mới thú nhận anh ạ. Bạn bè thách thức nhau ấy ạ. Tức là cá độ nhau á. Em nói coi là thực sự giống như vợ em nói không hay là vu oan gió họa cho em? Em với bạn em là chơi thân với nhau, thế là nó kể chuyện đi mình à. Để đấy để mày chỉ cho tao xong rồi để tao xem sinh như nào, sinh mày như thế nào, tán trà thu của mày. Lớp 12 hay vậy lắm em. Đúng rồi. Mấy chú gà chống choai đó, sĩ diện và tự ái đó. Cô cứng đến bao lâu gớm, tôi cưa cho cô xem. Chuyên là viết thư tay ạ, cứ giờ ra chơi là đem sang lớp em. Em là cùng với hội bạn cứ mang bút đỏ ra bắt đầu ngồi sửa lỗi chính tả trong thư rồi trả về. À, có sai chính tả nhiều không? Nhiều lắm chị. Ôi rồi ôi, thư cho em mà lại sai chính tả. Là văn mình kém nhưng mà mình cố tình viết sai để cho họ sửa đấy chị ạ. Chị cũng nghĩ là như vậy chứ, cậu này lúc lớp 12 rồi. Mà bao lâu thì mới chinh phục được cô gái này? Đến lúc mà gần hết lớp 12 đó. Thì lúc bấy giờ là hoang mang với bạn bè, nhưng lúc đấy là chắc là cũng chưa thích em hẳn đâu. Vì cái sự hoang mang đấy thì em mới biết được. Đó thì lúc bấy giờ là em tán lại. Bởi vì em muốn tán lại ông này cho bỏ ghét. Chứ thật ra là em cũng chưa có thích ảnh đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Đến ngày 14 tháng 2 năm đấy, chắc là vợ em cũng đợi em tặng quà nhưng mà em không tặng. Mình đã có tình cảm rồi nhưng mà mình không tặng. Mình cứ phải nhở cô ca, mình nhở mùi. Mình nhở mùi tí đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà lúc đó em tức không? Có chứ ạ. Đến 14 tháng 2 mà không đổ mình mà không thể tặng quà là cũng cay cú đấy chị. Cú chứ. Bạn em có quà mà em không quà, em cú lắm ạ. Cú. Dạ. Rồi sao á? Cứ lần em hỏi chứ suốt cuộc có yêu hay không yêu, yêu nói một lời thôi. Thế là dạ có yêu. Thế là từ đấy yêu luôn chị. Hôm đấy là ngày 19 tháng 2. Là mười mấy năm rồi. Dạ vâng. Đúng không? Yêu nhau bao nhiêu năm thì mới cưới? Và em yêu đến năm 2013, gần 9 năm. À, có lẽ là mấy năm đầu chắc vật vả lắm. Chắc cũng chia tay mấy lần đúng không? Mà trẻ con mà. Trẻ quá mà. Nhưng là những lần giận hờn nhau thì thường là cũng ngắn thôi. Nhưng mà có hai lần chia tay lâu nhất. Đấy là cái lần mà cuối năm lớp 12 khi mà anh ấy thi đại học. Thì em có nói là nếu như anh đỗ đại học thì... có thể là tình cảm của chúng mình sẽ tiếp tục. Còn nếu như mà anh không đỗ đại học thì chắc chắn là em không yêu. Cái tư tưởng của em là cứ phải đỗ đại học và có học thức, rồi là có công ăn việc làm, sau này ổn định thì em mới yêu. Anh ấy thi đại học thì nguyện vọng một không đỗ. Thì anh ấy có gọi điện bảo anh trượt rồi. Thì em bảo thì anh tự biết câu trả lời thôi.
thế nhá. Buồn lắm ấy. Rồi sao nào? Thế nhưng mà anh ấy cũng đỗ nguyện vọng hai, anh ấy có đỗ vào trường điện lực. À, lúc đấy thì cũng có báo với cả vợ em đấy. Lúc đó cái cô ấy nói như thế nào? Em kêu mà em không dám nữa. Em không quay lại ngay như thế đâu ạ. Mà trong suốt một năm, có nghĩa em không nói gì, nhưng mà trong suốt một năm mà anh ấy học ở dưới Hà Nội không thì nào. Anh ấy rất là quan tâm đến em. Cứ anh ấy bảo là một tuần thì em ra đọc ra quán net á, lên Yahoo đọc tin nhắn của anh một lần. Thì anh ấy luôn luôn động viên em là cố gắng học tập này, rồi là chia sẻ rồi động viên ạ. Thế xong rồi lâu lâu lại viết một bức thư tay gửi về. Đấy, hiện tại bây giờ em vẫn còn đang giữ cả cái hộp thư của anh ấy gửi luôn. Hay quá, phải chi mà hôm nay mang theo thì nó rất là giá trị cho chương trình. Đúng rồi ạ. Rồi cái lần chia tay thứ hai là thế nào? Lần chia tay thứ hai thì lúc bấy giờ là yêu nhau cũng được rất là lâu rồi, vào năm 2011. Lúc đó các em mấy tuổi? 2011 là lúc đấy cũng 20 mấy tuổi rồi đấy ạ, 22 tuổi, 23 rồi ạ. Vì yêu lâu rồi, anh ấy dần dần quen thuộc với cái sự có mặt của em trong cuộc sống của anh ấy rồi. Lúc bấy giờ là bắt đầu anh ấy đang thử việc ở trong cái cơ quan hiện tại. Là em có viết một cái bức thư cho anh ấy, email cho anh ấy, để chia sẻ hết những suy nghĩ, những cái tâm tư của mình. Thì anh ấy chỉ trả lời một câu ngắn gọn lại thôi: anh không phải con người lãng mạn, em đừng trông chờ ở anh. Anh không phải con người lãng mạn, em đừng trông chờ ở anh. Thế xong thì em không nói gì. Em cũng thử một vài cái phép thử. Anh ơi, em nứt tay, em rửa bát em bị nứt tay, em đau quá, thì xem anh ấy phản ứng như thế nào. Thì anh ấy à, thế à? Xong rồi anh lại đi kể chuyện về bạn bè của anh ấy, anh kể về những cái câu chuyện của anh ấy. Thì em mới thấy rằng là anh ấy không còn quan tâm đến mình như trước nữa. Thì em quyết định là đến ngày, đúng ngày mùng 1 tháng 8 năm 2011 là ngày mà anh ấy nhận cái tờ quyết định có dấu đỏ là anh ấy chính thức vào cơ quan hiện tại. Thì em nói lời chia tay. Lượng ơi, nè, vừa nhận một tin vui, sau đó lại nhận một cái tin sét đánh đó. Ở một cái lời đề nghị mà mình không hề muốn. Em quá sốc ạ. Vì lúc đấy là cái lúc mà vất vả thì vui vẻ. Thì em lại không nói chia tay. Cái lúc mà bây giờ không thành danh toại rồi. Bây giờ anh vào trong đơn vị rồi mà tự nhiên em nói là thế, lúc đấy em buồn. Sốc buồn kinh khủng luôn. Xây sắm luôn á chứ đâu. Không nghĩ là vợ lại nói chia tay như thế. Sốc và muốn tìm hiểu lý do. Chia tay trong bao lâu? 4 tháng. Khi mà chia tay em nói như vậy xong thì anh ấy cầm theo 19 bông hoa hồng đi từ cái chỗ anh ấy, đơn vị của anh ấy ạ, cách chỗ Hà Nội của em là 35 cây. Anh đi xe máy xuống luôn buổi tối ngày hôm đấy, xuống để xin lỗi em. Thế nhưng lúc đấy thì em dứt khoát luôn. Và em có nghĩa là buổi sáng em nói chia tay thì buổi chiều là em nhận lời yêu của cái anh bạn thân của em ấy ạ, yêu thầm em từ trước rồi, nhận lời với cái mục đích là để cho anh ấy thấy được là em đã dứt khoát như thế nào. Thế là em giơ luôn điện thoại cho anh ấy xem là đây em đã nhận lời người khác rồi. Lúc mà anh ấy xuống ấy, thế là anh ấy khóc rồi anh ấy nghĩa là rất là suy sụp. Mà anh ấy suy sụp trong suốt một cái thời gian, phải suốt một tháng là chỉ có đi nhậu nhẹ rồi uống rượu rồi say lướt khướt rồi cứ say rồi lại tìm đến em. Thì em mới bảo là anh làm thế nào để cho em cảm thấy là em chia tay anh là em cảm thấy phải hối hận vì đã bỏ một người như anh. Chứ anh làm thế này thì em thấy em quyết định mà em chia tay anh là quá đúng đắn. Thế là vì câu nói đấy thì anh ấy thay đổi. Ủa nhưng mà Luận cũng có tìm hiểu một người khác đúng không? Đúng rồi ạ. Trong cái khoảng thời gian đấy thì có một em nữa thì cũng là sinh viên thôi, nhưng mà mình tìm hiểu nhưng mình không thấy hợp. Mình nói chuyện rồi các thứ mà cái đầu óc mình nó không còn nghĩ về bạn này thôi. Rồi sau đó thì hai bạn làm như thế, làm cách nào để mà quen lại với nhau? Bởi vì chúng em yêu nhau lâu nên có bạn chung, và cái bạn ở cùng phòng em ấy thì lại cũng chơi thân, cũng chơi cùng anh ạ. Cuối tuần nào cũng xuống phòng em chơi, em bảo sao anh cứ xuống đây chơi, anh bảo anh xuống đây chơi với Thủy chứ anh đâu có chơi với em. Thế nhưng mà cuối tuần nào cũng xuống, xong rồi giơ điện thoại ra để hình nền cái cô bé kia khoe người yêu anh này đó để chơi tức em đó đấy ạ. Thế nhưng mà là bên cạnh đấy thì lại tặng em một cái cuốn sách, bây giờ em vẫn giữ, có tựa đề là anh sẽ cưa em một lần nữa. Đấy ạ, trong suốt bấy nhiêu năm yêu nhau đấy là lần đầu tiên đưa em đi xem phim. Hay đói chú thật. Rủ em đi xem phim nhưng em không đi, thì lại rủ cả bạn cùng phòng em đi, là rủ vì hội bạn bè chơi chung, rất nhiều những cái lý do để lại gặp mặt nhau. Nghĩa là anh ngỏ lời rất là nhiều lần rồi, mà đến tháng 12 thì em cũng có quyết định là em sẽ cho anh một cơ hội vào. Ngươi là 4 tháng sau đúng không? Và tình đẹp lắm rồi đó. Bây giờ đến vấn đề hôn nhân thôi đó. Bây giờ phải hỏi nè, bây giờ là các em là có được mấy bé rồi?
Hiện tại em có hai bé, hai bé trai và mấy tuổi? Hai bé trai. Một bạn thì 8 tuổi và một bạn thì 5 tuổi ạ. Ồ. Và... rồi như vậy là các bạn đã có một cái quá trình yêu nhau quá lâu. Không có thật xấu gì đâu. Chắc lại về ở chung với nhau, vợ chồng với nhau, không có thật xấu gì lòi ra đúng không? Có chứ ạ. Anh kể trước. Lớn đi lớn. Anh kể trước. Vợ em thì thật xấu thì không nhiều lắm. Vì vợ em là nghề giáo viên rồi. Thứ nhất là về nói ở trên trường nhiều rồi nên là về nhà cũng theo cái bệnh nghề nghiệp. Ba con là cũng bị dính lây. Cũng dạy dỗ hơn nhiều đúng không? Đấy à. Chưa bao giờ em dám mắng chồng em một tiếng. Em chỉ hết 45 phút em cho ra chơi. Em chỉ hết 45 phút em cho ra chơi. Mà giải toán nữa thành ra là cũng rất là kỹ. Vâng, đúng không? Đúng rồi. Rất là chính xác. Chính xác từng ly từng tí đấy ạ. Với cả vợ em là hay quên lắm ạ. Cô giáo dạy toán nhưng mà hay quên. Chỉ có mỗi nhớ mỗi là đầu tháng chồng nộp lương bao giờ thì đủ cái đó mới nhớ đấy nhớ luôn. Còn đâu là những cái việc khác chẳng hạn như nấu cơm giặt quần áo rồi vệ sinh nhà cửa hay quên để hai bạn cái đấy là thôi nhường lại quyền cho chồng. Kết luận nè, nói nhiều là hay quên này. Thế có ghen không? À có, cái đấy là cái đấy là số 1 đấy ạ. Câu chuyện mới nhất đây là chả biết là cái số lạ nào ấy. Gọi vào máy em thì lúc đấy bận là em không nghe. Cầm máy chồng thì thấy có hiện chữ NT. Anh lưu số của con bé nào ở trong này mà có chữ NT thế là cứ lồng lộn lên rồi. Giải thích mãi không nghe. Cuối cùng là em phải gọi lại. Lúc đấy mới biết là đấy là bạn shipper. À shipper à? Chứ sao lại để NT nhỉ? Shipper hay là tổng đài gì đấy chứ? Hay là tổng đài gì đấy ạ? Em cũng ghen để cho biết đâu là giới hạn chứ. Không, cứ là nghe để cho biết là tôi vẫn còn yêu chồng lắm. Đấy ạ. Rồi còn gì nữa không nào? Mỗi lần mà vợ em vào trong nhà vệ sinh thì ngồi hàng tiếng đồng hồ luôn. Làm đó em ngồi chắc nước tranh thủ làm việc chứ. Em đó em tích hợp nhiều việc một lúc. Làm việc chấm bài chấm biết. Mà đi vệ sinh đó là cái lúc mà cơ thể mình nó được thư thái. Bắt kiến là nhiều thứ hay rồi. Nên đầu óc mình rất là sáng tạo anh. Rồi bây giờ em muốn cô giáo dạy toán này thay đổi điều gì? Em mong muốn là vợ em bớt ghen tuông một chút. Yeah. Vẫn ghen nhưng mà bớt đi một chút. Ừ. Ghen chỉ là hương vị thôi đúng không? Yeah. Hương vị là gì? Hương vị. Rồi bây giờ nói tới em đó. Ông ấy có thật xấu gì? Là em biết tay em. Rồi em rút tay em. Có một cái tật xấu. Nhất là cái hay nhăn nhó. Em mà quên hoặc cái gì là anh ấy sẽ cầu nhỏ, anh sẽ nhăn lên này hoặc sẽ là... nhăn nhó, nó không có nếp nhăn nữa. Em định nói hay nhăn rồi hay ví dụ như là trong lúc mà dạy dỗ con cái ạ. Thế thì anh có những lúc là anh ấy sẽ chưa thiếu kiên trì ạ. Nhắc nhở là con đi đánh răng để đi ngủ chẳng hạn. Thì anh sẽ quát lên đi đánh răng đi ngủ đi, ví dụ thế. Quân đội mà. Cái gì là một, hai là hai. Dạ. Đó. Rồi tiếp theo đi. Ham vui anh ạ. Bây giờ thì đỡ nhiều rồi đấy ạ. Nhưng mà trước đây thì ham vui lắm ạ. Cả hai lần em bầu thì đều đã từng là bỏ mặc vợ bầu bí ở nhà đêm hôm rồi đi nhậu nhẹt với bạn bè thâu đêm. Không được. Tính tình rất là hay cản nể bạn bè. Vâng. Nhưng mà mỗi lần góp ý thì anh có lắng nghe không? Không lắng nghe ngay đâu ạ. Mà cũng rất là bảo thủ, khá là bảo thủ đấy ạ. Em nói nhẹ nhàng, phân tích nhẹ nhàng rồi anh không nghe thì lúc đó em hỏi có nghe không? Trừng mắt lên thì anh có nghe không? Thế bây giờ rồi. Em muốn thay đổi gì? Đó. Bây giờ chồng em thì 9 trên 10 điểm rồi. Em chỉ mong bây giờ anh ấy bớt nhăn đi. Cái tật ham vui thì bây giờ em điều trị được rồi. À, thôi, vậy là bớt nhăn thôi. Bớt nhăn đi thôi, điềm đạm để dạy con cái cùng với em. Sao em không ai làm gì em cũng nhăn là sao? Em nhăn nào? Đấy chán em luôn luôn trong trạng thái nhăn. À đúng rồi. Đó. Do cái cơ của em, linh hoạt quá. Đó. Rồi trời ơi, thôi cặp này đáng yêu quá rồi. Rồi xin chúc cho hai vợ chồng sẽ yêu nhau nhiều hơn, nha. Dạ. Ngày càng hạnh phúc hơn, nha. Dạ. Và công việc mọi thứ thuận lợi và như ý. Dạ. Xin cảm ơn em. Dạ. Lúc mà vợ chồng em cùng với nhau ấy cũng là vì chưa có điều kiện. Hôm nay trong chương trình thì em muốn có một món quà. Cái này cũng là em chưa làm bao giờ, là em muốn cầu hôn vợ em. Bất ngờ chưa? Không phải là cầu hôn cưới mà cầu hôn là mong rằng vợ chồng mình sẽ sống với nhau trọn đời. Xem là sao lắm gì đi qua. Có cà rá không? Quá cà rá hộ. Ôi, quá đáng yêu đeo luôn em. Ờ đeo luôn. Ngày xưa cưới nhau là em chưa được cầu hôn chị. Ừ. Cưới nhau là chỉ có nói là bạn bè anh cưới hết rồi mình cưới nhá. Thôi bây giờ có cái điều gì đáp lại với chồng không? Đáp thôi. Muốn làm gì làm, không cũng được. Anh không nhìn đâu. Ừ.
cô giáo ý nhị thế đấy. Cô giáo. Đấy. Cảm ơn hai em nha. Dạ, cảm ơn anh chị. Và em cũng xin chúc chương trình Vợ Chồng Son sẽ ngày càng phát triển hơn. Dạ. Ngày càng có nhiều những cái cặp đôi được chia sẻ những câu chuyện tình yêu của mình lên đây. Cái ai ngờ đâu cái đi ở ngoài trời mưa lớn quá, bắt buộc là anh phải về nhà em anh thay đồ. Em lấy đồ của ba em cho anh mặc. Anh tắm xong anh thay đồ ra, cái em mở cửa phòng ra, em tính chạy lại ôm hùng, cái anh la lên cái gì xong em đứng yên, em dám nói hết, cái em quê rồi em chạy ra luôn. Cái mới nói thôi anh ơi, giờ cũng tới giờ rồi đó. Cái anh hỏi tới giờ gì em, nói thì tới giờ đó anh biết không. Anh mới nói tới giờ gì em nói đi. Nó là thôi ơi, quen nhau rồi làm cái gì nữa. Thôi anh không có biết. Nó là thôi đè xuống làm luôn. Thôi đè xuống làm luôn. Anh sợ quá nói trời ơi thôi. Thôi chơi luôn đi anh ơi. Chơi luôn đi anh ơi. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với một câu chuyện tiếp theo của cặp vợ chồng số 2. Wow. Xin chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, mình là tên Cường, thì em là người Hoa. Bởi thành ra cái tiếng Việt của em nó không có được giỏi lắm. Cường năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 43 tuổi, công việc là làm bếp. Trước đây thì mình đã làm nhà hàng bên New World. Thì bây giờ hiện tại mình đang công tác tại Mỹ. Tức là mình là được đại diện qua bên Mỹ mình làm. Ồ, là Cường Đà Lạt ở Mỹ hả? Dạ. Ủa, vậy đó hả? Dạ. Rồi về đây tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Mời bà xã của Cường giới thiệu cho mình. Dạ, em xin chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Hồng Nhi, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang làm kinh doanh thời trang online. Bây giờ kể chuyện cho anh Hận nghe đi. Cái cơ duyên nào mà Cường với Nhi gặp nhau? Cường lúc đó thì đang làm bên nhà hàng New World. Nhi thì mới học xong. Thì vô chỉ là phục vụ thôi. Mình thì quản lý nguyên một cái chỗ nhà hàng mà mình coi như là đi vòng vòng coi là ra món ăn các kiểu rồi đó. Mà cái bé này thì rất là hậu động, mà ra đồ ăn thì sai hoài. Giống như là la hoài đó. Người Hoa giống như người ta lớn tiếng vậy đó. Bé thì cũng giống như là la nhất quán á. Càng la thì càng làm sai. Tức là la xong rồi người ta rung quá, người ta không biết phải làm sao cho đúng á. Dạ đúng rồi. Mất phương hướng luôn. Dạ đúng. Quán cái làm dạ, sai. Dạ đúng, dạ đúng. Đâu con nói cái cảm giác của con lúc đó coi. Lúc đó em bị ảnh la vừa tức mà vừa buồn nữa. Tại vì ở nhà được ba má cưng chiều quen rồi. Lần đầu tiên đi ra ngoài làm á, lại bị một người đàn ông như vậy mà la. Cảm thấy buồn và tự ái lắm. Nhưng mà sau đó thì có về nhà suy nghĩ, thì nghĩ là ảnh la mình cũng đúng. Rồi mình về mình cố gắng mình sửa, mình tập từ từ. Cái công việc cụ thể của Nhi là gì? Dạ, công việc của em là order. Order. Dạ. Order nó quan trọng lắm nha. Đúng rồi, thì phải sai một cái ra làm cho hết. Cho nên lúc đó chưa có quen với công việc thì hay order sai lắm. Với không có hiểu, mà với không hiểu thì bếp làm sai. Thì ra không có đúng thức ăn, khách phàn nàn. Thì bếp bắt buộc là phải la cái người order. Dạ, dạ đúng. Là anh la đó. Dạ đúng là bị ảnh la. Đúng ra là phải bị phạt đó, bị phạt và phải bồi thường cái phần mà sai đó. Dạ. Tại vì làm năm sau rất là khó. Dạ. Cái này mới là dữ. Trời ơi, mỗi lần mà Cường nghỉ ca mua trà sữa vô ăn mừng. Tại vì ông la đau quá. Vậy đó hả? Tại vì ông hôm nào mà ảnh nghỉ á là giống như là được trúng số vậy á. Bây giờ hỏi này, lúc đó là Cường đã có người yêu chưa vậy? Đó thì cũng có người yêu. Có người yêu rồi cho nên là xung quanh mình tất cả những cô gái là làm lỗi là mình la hết. Chứ mình không có cần có ý định cua ai đúng không? Lúc đó Nhi có người yêu không? Dạ có, lúc đó con có người yêu. Nhiều lúc á cãi nhau với người yêu á là coi như là con quên hết tất cả mọi thứ luôn. Có lâm trạng con nít lắm vậy đó. Cái này bao nhiêu năm rồi? Tầm khoảng 8 năm rồi. Nít mà, nít vậy thì sao mà lại là đến được với nhau? Nghĩ hoài, nghĩ quá da đó. Ai là người tỏ tình với người kia? Dạ, dạ là em. Tỏ tình lắm. Dạ, dạ đúng rồi. Chia tay người yêu. Dạ. Tự nhiên. Sao anh hay vậy, xem đó. Em đáng vậy, em đáng. Em đó. Chia tay người yêu mà tổng vô đang thất tình tự nhiên gặp ông này. Tại sao không cua ông khác mà đi cua ngay cái ông mà mình không ưa? Tại vì tiếp xúc ông này nhiều.
Ông cứu ở trong bếp mà thì cứ mới order, nhưng mà điều tại sao lại cua cái ông này? Em chia tay với người yêu thì em buồn, mà em có cái tính á, mỗi lần mà chia tay với người yêu á là em phải tìm một cái người mới để quen, để quên đi cái người cũ. Thế là bắt đầu lúc đó là mới bắt đầu chơi Facebook, vô cái danh sách bạn bè để tìm coi có trai đẹp nào không để cua. Cái lướt lướt cái ấn tượng thấy ngay ông này luôn, là em mới ấn tượng. Trời đất ơi, ông này vậy mà cũng chơi Facebook nữa. Thôi để vô nhắn tin thử coi sao. Cái nhắn tin lúc đầu ổng đâu trả lời đâu. Nhắn tin cũng lâu lâu mấy ngày nhắn, lâu lâu cái nhắn, mà không bao giờ thấy xin hết trơn á, chỉ thấy tin nhắn gửi thôi. Tại vì ổng lo ổng bận làm bếp mà. Thấy vậy, ổng bắt đầu đăng status hay là đăng hình ảnh á, bắt đầu vô comment luôn. Cái ai ngờ đâu cái có một ngày ổng trả lời lại, mừng quá. Cái hai đứa bắt đầu nói xàm vậy đó. Thấy ổng cũng vui tính, mà bây giờ cũng chưa quen được ai. Để thả thính ổng coi ổng có dính hôn dính thôi. Lúc đầu cũng lạnh lùng lắm, không có trả lời đâu. Nói cho qua câu chuyện thôi. Cái có một ngày ảnh mới nói là bây giờ chúng mình quen nhau đi. Em mới nghĩ chắc nói chơi thôi, thôi kệ quen chơi đi, được thì đúng được thôi. Cái ai ngờ đâu cái quen được một thời gian, thấy ảnh cũng tốt, cũng thương, cũng quan tâm. Cái tự nhiên cái từ giả cái thành thương thật hồi nào không hay luôn. Ủa nhưng mà lúc đó người yêu vượt qua Cường đâu? Lúc dạ, đó thì chia tay rồi. Thế là lúc đó là khi mà em quyết định là em tỏ tình với cô này, là mình yêu nhau đi á, là lúc đó là em đã để ý cô này thiệt chưa? Hay là chỉ là buồn cô kia rồi quen cô này? À đúng rồi, buồn cô kia quen cô này cho nó. Hai đứa nó giống nhau. Tôi giống nhau đó. Trời ơi. Thì xàm xí được bao nhiêu lâu thì chính thức hai đứa yêu nhau? Dạ cũng tầm khoảng 4 tháng, 5 tháng gì đó. Rồi có hay đi chơi với nhau? Dạ lúc đó là ảnh đang ở bên Mỹ. À. Rồi bao lâu thì chờ Cường mới về đây để cưới vợ? Tức là cái khoảng cách đó thì em có về. Mà lúc em gặp vợ em á, thì lúc đó vợ em không có chưa, hình như là chưa có cao tới vậy. Sao kỳ vậy? Lúc đó không biết sao mà. Dạ lúc đó mới 21, 22. Thì nói nghe con gái nó cao tới 23, 24 nó mới hết cao rồi. Wow. Hai người yêu nhau cũng lâu ha. Dạ. Rồi tiếp theo đi. Thấy chị nói chuyện á, biết quan tâm người lớn rồi thương nhau thì đó. Thì mình là thương ba mẹ nhất, thì mình cũng kiếm người vợ là thương ba mẹ giống mình. Ở đây đúng là đối tượng mình lựa chọn rồi. Dạ. Sau đó là đi chơi với nhau. Dạ. Rồi có nụ hôn đầu tiên chưa? Nói cái nụ hôn đầu tiên, hình như là em nhớ là còn 2 ngày nữa là lễ 30 tháng 4. Cái ngủ mình đi Vũng Tàu. Bà này bà gan lắm. Bà dụ mình, bà kêu mình á là lấy đồ các kiểu rồi đó. Bà gớt cái mũ, cái mình xuống mình lụm cái mũ cuối lên bà hùng mình. Gớt nụ hôn của em luôn. Dạ. Rồi trước đó em có gài hôn ổng? Dạ có, gài hôn mấy lần luôn. Dạ. Hôm đó là hai đứa hứa với gia đình á là dẫn ảnh về ăn cơm. Cái ai ngờ đâu cái đi ở ngoài trời mưa lớn quá, bắt buộc là ảnh phải về nhà em ảnh thay đồ. Em lấy đồ của ba em cho anh mặc. Ảnh tắm xong, ảnh thay đồ ra. Cái em mở cửa phòng ra, em tính chạy lại ôm hôn. Cái ảnh la lên: cái gì vậy? Cái xong em đứng im, em dám nói hết, kem quê rồi em chạy ra luôn. Dạ tôi không có nhiều chuyện nha, tôi không có nhiều chuyện. Ngay cả cái chuyện hung mà con bé nó cũng chủ động nó gài. Vậy thì cái chuyện ấy Nhi có gài ổng không? Dạ có, gài luôn. Cũng ở ngoài Vũng Tàu luôn. Tuy là lúc đó là em với ông xã là ở chung một phòng. Thế là cũng canh cái lúc mà ổng tắm, rồi canh cái lúc mà cũng quấn vậy nè. Cái trang trí cái phòng cho thật là lãng mạn. Từ đó giờ á chưa bao giờ mà dám mặc đầm 2 dây hết á. Cái hôm đó là hy sinh luôn. Mặc cái chiếc đầm 2 dây thật là sexy, đẹp đẽ như vậy nè. Biết ảnh thích uống bia, thế là chuẩn bị bia cho ảnh uống. Uống xong hết rồi chỉ nói là em ơi anh mệt quá anh đi ngủ nha. Đâu có chịu, đâu có chấp nhận như vậy. Cái lôi bài ra quýnh cho tỉnh. Cái nói anh ơi bây giờ đói quá, đi ăn xong rồi về. Cái mới nói thôi anh ơi, giờ cũng tới giờ rồi đó. Cái anh hỏi tới giờ gì em? Nói thì tới giờ đó anh biết không? Anh mới nói tới giờ gì em nói đi. Nói nè, trời ơi quen nhau rồi làm cái gì nữa? Nói anh không có biết. Nói nè, thôi đè xuống làm luôn. Thôi đè xuống làm luôn. Anh sợ quá nói trời ơi trời ơi thôi. Thôi chơi luôn đi anh ơi. Chơi luôn đi anh ơi. Đè xuống cởi giặt ra hết, cởi ra hết luôn. Anh có cố gắng chống cự không? Có chống cự. Trời ơi. Em đè lên người ảnh, em giặt ra, em cởi ra hết luôn. Trời ơi, Cường ơi.
A Cường lúc rồi đó. Lúc đó A Cường có khóc không? Sau đó A Cường có bị khóc không? Có rung động gặp không? Rung chứ, trời ơi, cái gì mà chắc là mình già hay sao trẻ nó bạo dữ vậy ta. Nói chuyện với bả điện thoại đồ các kiểu đâu có thấy vậy đâu, tại vì bên gia đình này cũng người Hoa. Cái xong hết rồi, cái xong hỏi bả sao em bạo vậy anh sợ em biết không? Cái nói trời ơi, có thương nhau thì phải có đến với nhau chứ gì đâu mà bạo, chẳng lẽ anh không thương em? Cái mới trả lời trời, nếu mà ông thương hồi nãy đâu có trao đâu. Tổ chức xong cái đám cưới của em ở nhà hàng có nói còn câu thôi, hên quá còn cặp này cuối cùng là do dịch. Thì tại vì trước dịch á thì em đã chuẩn bị hết các kiểu rồi. Bên đây thì lúc đó chưa có dịch, bên Mỹ á, bắt đầu nó bùng dịch, gia đình thì ở bên kia thì ba má về đâu có được, chắc trở. Chắc trở. Như vậy là các bạn tính từ cái cột mốc ở Vũng Tàu cho đến cưới là phải mất 7 năm trời. Dạ. Vậy là có mong có em bé không? Dạ rất là mong có em bé. Mấy rồi? Là mong, Cường không mấy rồi? 43. Thật xấu nhau đi rồi chúc nha. Rồi bây giờ kể thật xấu. Ừ, kể chuyện nó trước đi rồi mới chúc. Bây giờ thôi cho Cường kể trước đi. Xấu quá thì nó không có nhiều, nhưng mà có một cái là giống như con nít nha, đói lên nữa, trời ơi bất chấp. Đói lên cái là quá mà có một cái xấu là phải ăn cái đó, là phải đi tới chỗ đó ăn chỗ đó. Mà đi tới chỗ đó mà ăn cái đó mà không có cái đó, kêu anh đi sớm không đi, kêu anh này nọ thôi, vào lắm. Không có cái món đó có nghĩa là nghiễm nhiên coi như là lỗi của ổng đó. Ông bị nghiệp quật, xấu tính đói cọc và đổ lên ông xã. Dạ, khi mà đói lên á quá rồi thôi, mà nói chuyện giống như là nguyên một cái đường nghe hết vậy đó. Người lớn, người lớn lắm, trời. Mà thường ngày nói nhỏ nhưng mà cái volume quá lớn. Dạ. Vậy thì có bao giờ mà trong cái cách gọi là sinh hoạt có đối nghịch nhau không? Đối nghịch phải nói là một trời một vực luôn. Con rất là thích cái sự gọi là cute và trẻ trung. Tức là con rất là thích mặc đồ bảy màu. Bảy màu và đúng thích không? Mặc áo, ví dụ như là áo Mickey, dịch Donald đó, hay là có hình thú này nọ. Trong khi ổng thì ảnh chỉ thích một màu xanh thôi. Một màu xanh xanh chấm thêm màu vàng không? Dạ không, chỉ trung thành với màu xanh thôi. Màu xanh gì? Xanh dương hay xanh lá cây? Dạ màu xanh dương đó. Có khi nào mà hai đứa mà đi ra đường chơi người ta lộn là cha con không? Đúng rồi đó. Dạ em muốn nói vậy đó. Vậy mà con biết mà không có chơi đó. Bởi vì nói hoài đâu có nghe đâu. Ê Cường, có muốn vợ thay đổi điều gì không? Nói chung là cái gì cũng phải từ từ, đừng nóng quá. Rồi giờ tới Nhi đó. Ông ấy có tật xấu gì? Trời ơi, ông xã của con là một người phải nói là nói rất rất là nhiều luôn. Ảnh có thể nói suốt mấy tiếng đồng hồ, mà con thì có thể im suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để nghe ảnh nói thôi. Trời, có không vậy? Mình dạy nghề mà. Tại vì mình nấu ăn mỗi lần mình phải diễn giả cái này cái kia. Thì giống như bả vậy, lúc nói bả đâu có nghe đâu. Thì nói bả, thí dụ bây giờ em muốn đói thì em phải từ từ, cái gì cũng từ từ. Cái bả không thèm trả lời, không thèm trả lời mình nói tiếp. Tại tưởng bả không hiểu. Là nói nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Nói không cần người kia phải thẩm thấu, cứ nói. Dạ. Thứ hai nữa, nhiều lúc á, hai đứa đang bàn về một vấn đề đó, ảnh không biết lấy cái gì để thí dụ hết á, ảnh chỉ lấy bạn gái của ảnh ra để thí dụ cho con hiểu thôi. Cái đó là vô duyên à. Nhiều lúc tâm trạng con vui á thì con cũng ngồi ngoan ngoãn nghe, còn nhiều lúc con bực bội á, con nói sao lúc nào cũng thí dụ bạn gái hết vậy, thí dụ cái khác đi. Không, thí dụ bạn gái anh là thực tế nhất, anh thí dụ cho em biết để em rút kinh nghiệm. Dùng bà kia để dạy bà này. Dạ đúng. Đấy đó là thật xấu nha. Dạ, đó là xấu. Không phải là xấu mà là một cái tật cực kỳ nguy hiểm. Đúng rồi, và không ý tứ. Rồi tiếp tục. Tính con lúc đang ăn á là con không có thích bị cằn nhằn. Nhiều lúc á con làm ảnh tức quá, ảnh không kiềm chế được, là cứ con vừa ngồi ăn là ảnh vừa cằn nhằn, vừa nhai 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 vậy đó. Cằn nhằn trong lúc ăn, người ta nói trời đánh tránh bữa ăn. Chị đang tính nói câu đó đó. Rồi okay. Vậy bây giờ mong muốn chồng thay đổi điều gì nhất? Dạ con mong muốn là chồng con bớt nóng tính lại, bớt cằn nhằn. Được không A Cường? Dạ. Rồi bây giờ nè, trước khi mà anh Quốc Thuận chúc cho có con thì không biết rằng là A Cường hoặc là Nhi có một cái điều gì đó để mà dành cho nhau hay không? Vợ mình á thì lúc nào cũng muốn có cái sự cầu hôn. Em thì cái người làm bếp nó hơi là hơi khô khan chút xíu, thì em thì có một chút xíu gọi là nhỏ nhoi để biểu lộ cái tình cảm em với vợ em, là em muốn mượn cái chương trình này là em cầu hôn với vợ em. Ôi trời, wow, quá. Trời ông lãng mạn quá ông Cường ơi. Trời ơi, người nào làm được chút xíu. Trời ơi. Vợ là cuộc đời của anh, thì anh hy vọng sau này vợ sẽ vững chạm một chút xíu, và cuộc đời còn lại là còn anh với em hai người đi. Hy vọng em hãy cố gắng và thay đổi cho nó và cuộc sống anh và em.
nay cũng có anh Bích Thuận và chị Hồng Vân làm chứng, rất là vui và hy vọng em chấp nhận cái cuộc cầu hôn này của anh. Hay quá. Em đồng ý. Nói được những câu này tôi nói còn không được nữa. Mà suy nghĩ lâu lắm mới chứ. 3 ngày không ngủ mới dám định cái câu này viết. Rồi có đáp lời lại không? Dạ có. Rồi, đêm nay có con luôn. Chúc cho A Cường và Nhi ha, dạ, hai vợ chồng sẽ thuận thảo, sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa. Dạ. Nghe. Dạ. Và chúc cho hai đứa quý tử 1-2 tháng nữa bác sĩ sẽ báo tin vui. Quý tử. Và qua năm sau, quý tử giận mèo, năm mèo, năm con mèo vàng, hai vợ chồng sẽ chào đón một quý tử xuất hiện. Con trai. Một thằng con trai kháu khỉnh, nếu được luôn một cặp song sinh luôn. Đây là món quà của Yến rồi. Dạ. Mà ơn trên sẽ ban cho hai vợ chồng. À, xin cảm ơn Cường và Nhi. Dạ. Chút dạ. nữa chúng ta sẽ gặp lại nha. Dạ. Rồi. Gửi nhau nha em. Ừ. Rồi một cái tin nhắn động trời luôn. Ừ. Trời ơi. Nhưng mà em nhận được tin nhắn đó em sốc không à? Sốc rồi em điện thoại về cho mẹ nữa chứ. Mẹ nói sao? Ai? Ở đâu trời? Sao đột ngột vậy nó ở trên Bình Phước á. Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Nhạc. Ai chào hai em. Xin chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Rồi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và chào toàn thể quý vị đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Yeah. Em tên là Lê Thanh Minh, nghề nghiệp là giám đốc công ty và MC. Như vậy gì, là giống dạc chứ sợ đó, luôn á. Như vậy là chắc chắn là công ty là tổ chức sự kiện. Dạ, nè, đúng không? Vậy. Mà dạ. em có thể nói chút xíu về công ty của em đi. Dạ, công ty của em là chuyên cung cấp âm thanh cho mấy cái event khai trương rồi. Là ở đâu em? Dạ, ở Bình Dương ạ. Cậu Minh ơi, năm nay em bao nhiêu tuổi Minh? Dạ, em 37 tuổi ạ. Tổ chức sự kiện xong không có MC lỏng nhào lên là MC luôn. Dạ, đúng ạ. Em bao hết luôn. Bao sân luôn? Dạ. Chà, như vậy chắc cô gái này chắc phải xuất thân là một ca sĩ hoặc là diễn viên người mẫu gì đây nè. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Trần Thị Ánh Tuyết, năm nay 28 tuổi, sống và làm việc tại Bình Dương. Em là cô giáo mầm non. À, cô giáo mầm non. Dạ. Đoán không? Hả? Chắc lẽ là cái bên mầm nọ, trường mầm non người ta tổ chức một cái chương trình tổng kết cuối năm. Thế là chạy đôn chạy đáo lên mạng truy tìm những cái nơi mà cung cấp thiết bị, không ra, vô tình tìm được một cái ông này, ông kế bên ở bên trường. Thế là ông cung cấp thiết bị làm một cái tổ chức, là tổ chức một buổi lễ hoành tráng. Sau đó nhìn thấy cô gái đẹp quá, ông cô luôn, đúng không? Dạ, cái đó là sau này thôi ạ. Sau này cưới thì em mới cung cấp giống như anh Thuận nói. Còn em quen vợ em là đúng trong một bài hát luôn, là trên chuyến xe năm nào xuôi về miền Tây. Rồi không dính líu. Tình cảm quá đặc biệt là luôn. Là hai người biết nhau trên một chuyến xe. Dạ. Rồi bây giờ kể luôn đi. Đó. Dạ. Thì cách đây hơn 7 năm là em mua bến xe miền Tây, mua vé về quê nội ở Cần Thơ. Đó. Thì vợ em là sát chách Cần Thơ luôn, Bình Minh, cách nhau một cây cầu Cần Thơ thôi ạ. Dạ. Thì sân xui sao mà hai người ngồi gần nhau chung ghế luôn. Hơn chứ. Dạ. Hơn sao á. Đó. Đó, ngồi gần nhau thì nói chung là lúc đầu là ghét em lắm ạ. Tại vì em sao nói vậy? Nhiều quá. Em nói nhiều quá nghe. Em ơi, em tên gì vậy? Là Tuyết. Cái như là không có quen á chị. Tức là dạ. Tại vì em quá là hớp trước cái sắc đẹp của cổ. Thành ra dạ. Em bị lầy lội mà em không dạ, quá. Tự lầy lội mà trở thành bị vô duyên. Mà dạ. Không hề biết. Đúng rồi chị. Đúng không? Dạ, đúng rồi. Em nói đó, cái đó. Cảm giác của em lúc đó đi. Nói nhiều mà nói dai nữa rồi. Mà nói mà bất cần coi như là nhìn thấy thái độ người ta. Hơn là sao ông này ông nói nhiều dữ. Cái rảnh đường đi đúng không? Dạ không. Kế bên luôn hả? Kế bên luôn. Trời xui cho em. Cái là xui cho em mà không né được luôn. Hàng ghế luôn. Rồi, dạ. Sao nè, khó chịu đúng không? Đúng rồi, sao bằng, mà nói nhiều quá. Bằng mọi giá em phải xin được số điện thoại. Cứ là sau khi xe dừng bến là phải xin số điện thoại. Nó gần cái trạm dừng chân đó. Dạ, có cái trạm dừng chân giữa đường á. Dạ, xuống thì em coi ngồi chỗ nào ăn trưa đó là em cũng mò cái mò tiếp. Em ơi, anh có thể ăn trưa cùng em không? Anh ngồi kế rồi tỏ thái độ liền. Cái gì vậy cha nội? Cái gì vậy? Có quen biết gì đâu mà ăn trưa. Cái này nhưng mà rồi sao lúc đó em có ngồi không hay là em... À, ngồi chứ em lì lắm. Em không lì là không có ngày hôm nay. Có nghĩa là từ chối nhưng mà vẫn sẵn vô ngồi luôn. Dạ. Nhưng mà em
dân miền Tây mình hay gọi là gì, là dê đó không? Đúng rồi, dạ đúng rồi. Dê, nhìn ông dê lúc đó dê lắm, nói nhiều mà còn dê nữa, mà dê mà dê đạo lộ luôn. Trời ơi, thấy có đụng tay đụng chân chữ miền Tây là dê đạo lộ. Dê đạo lộ đó, tại vì ngồi kế bên nhau đó. Đúng rồi. Cái kiểu mà xe dằn dằn cái đụng đụng đó. Đúng dạ rồi, không, đúng em rồi. Ngủ, em giả bộ ngủ, chứ em không hề buồn ngủ. Dạ, dựa vô cái là thô ra. Trời ơi. Kỳ hết sức. Ngồi bây giờ nè. Ghê thiệt luôn á. Vô ngồi cái chiều, cái chiều. Tới cái lúc mà tính tiền thì ai trả? Em mới vừa kêu với cơm ra ăn thôi, cái ổng ổng đứng từ xa ổng tìm coi em ngồi ở đâu. Ừ. Tìm cho bằng được, em mới vừa ăn được nửa dĩa cơm thôi là ổng lại ổng ngồi trước mặt em liền. Ừ. Xong rồi em không ăn cơm được, tại vì ổng ngồi kế bên mà ổng nói nhiều nữa, em không ăn được, ngại nữa. Ông này sao mà ổng vô duyên mà ổng nói nhiều nữa. Thôi em bỏ luôn dĩa cơm, tính tiền đi ra luôn. Em tính luôn. Em tính luôn. Ừ. Rồi xong rồi sau chuyến xe đó có xin được số điện thoại không? Dạ được ạ. Lý do sao xin được? Dạ, lý do sao mà xin được? Nói thôi mà gần xuống xe thì cứ cho số đi. Có gì anh liên lạc, tại vì nhà nội anh cũng gần đây. Có gì anh qua anh mời cà phê. Mà đúng luôn, vừa xuống bến xe vừa thăm nội cái là chạy qua bên đây, qua có cái cầu Cần Thơ à. Mời đúng liền. Cà phê liền luôn. Ủa sao vậy em? Gần xuống xe là anh nói nhiều lắm. Anh nói mà sao mà xin được cái số điện thoại đó, mình thôi mình kệ, ổng nói nhiều quá cho đại đi. Cho đại đi, nói nhiều quá nhức đầu quá, thôi mình cho luôn cái số điện thoại. Em cũng không nghĩ gì đâu, về cũng không trông mong gọi điện hay nhắn tin gì cả, mà ổng điện miết rồi ổng nhắn tin miết luôn. Nhưng mà thật ra là trong tâm là không muốn cho đúng không? Không muốn cho mà nói nhiều quá dai nữa. Cho rồi cho rồi đúng rồi. Vậy lý do gì mà sau đó ta rủ đi cà phê lại đi? Đó lúc đó là đang còn học bên Cần Thơ á, là nghỉ trưa, giờ nghỉ trưa là phải ngồi. Lúc đó là ngồi trong quán cà phê đó, rồi nói thôi hẹn ổng ra đây ngồi luôn nói chuyện. Ổng hẹn hay là em hẹn? Hẹn trước rồi, nhưng mà mình nghĩ là mình nghỉ bữa trưa, mình đi học xong bữa trưa, giờ nghỉ trưa đó. Rồi mình thôi kêu, thôi em đang ở đây nè, thôi lại đi đó. Là nói chuyện. Không như lần đầu tiên là hai đứa là đi ăn cơm hay là đi uống cà phê? Uống cà phê thôi ạ. Ai rủ? Em rủ. Mà rủ đi cà phê Thanh Thiên Bạch Nhật hay là đi vô cà phê nó hơi vắng? Dạ cái có này mấy loại cà phê mà, cà phê giọng nè, cà phê tròi nè. Cần Thơ nó có cái tum. Cái tum, cà phê tum. Cái tum cà phê dạ, cái tum á. Thì nó có cái màn sáo. Xuống vô trọng ai thích xả xuống thì xả. Mà kéo lên thì kéo. Nhưng mà người nào mà tình yêu, tình cảm thì ta kéo hở xuống để nhiều lúc nắm tay đồ bên ngoài không có nhìn. Dạ em mà lại rủ vô đó. Dạ em rủ là em đi vô cà phê tum. Cà phê tâm. Mà lần có kéo màn không? Đó. Lần đầu tiên là rủ vợ là đi cà phê tâm. Cà phê tâm. Mà em có biết cái vụ cà phê tâm, cà phê lùm, cà phê tròi không? Ý là chỉ lùm. Địa điểm thôi, nhưng mà em cũng đi theo, chạy theo sau mà hai xe có đầu cái xe. Đó rồi xong rồi. Tiêu rồi. Xong rồi tiêu rồi. Dắt tự nhiên dắt mình vô trong này. Rồi. Rồi sao? Cái đầu cái xe thôi kệ mình cứ vô đại đi, có sao đâu, mình không làm gì thôi. Mà biết ổng về lắm rồi đó. Mà cũng vô tâm. Mà cũng vô. Mà có vô không? Gọi nghi là có thích em chạy rồi có kéo màn không? Mà kiểu dối lòng thôi. Thì phải thích thì ta vô rồi. Nhưng mà có kéo màn không? Lúc ổng vô ổng kéo màn hạ nửa phần nữa thôi. Ý là lịch sự thôi. Mình nắm tay nắm đồ. Sập xuống cái là em về liền luôn á. Phần nữa thôi, cũng biết khôn, kéo phần nữa thôi. Biết khôn á. Rồi xong sao? Dạ thì vô làm sao? Tức là em cũng phải đi từ từ. Đó em mình phải đánh từ từ vào chứ mà vô chụp tay một cái là đó, về liền. Máu cam liền. Đó nên em cũng dò từ từ, em đi hai ngón tay từ từ vậy đó. Yêu nước đồ ra đầu cũng ngồi. Thì cũng kể là giờ quê nội ở đây, quê em ở đây thì quá là tiện rồi. Anh thì cũng chưa có bạn gái rồi thì mình tìm hiểu vậy đó. Từ từ. Có tự tạo nên những cái bi kịch cuộc đời không? Như là anh rất là thiếu tình cảm. Y vậy luôn vậy. Có luôn. Sao mà chị đúng tim đen em luôn. Anh giận như chị đang tự bươn chải tự lập. Đó, có nghĩa là tự số ấp mình đó. Dạ tại vì lúc đó em cũng 30 rồi. Dạ nên là em dễ nói lắm, em dễ bịa ra lắm. Để đánh động tình thương. Dạ. Mới đi nghĩa vụ về, kia đi trong quân đội ra này kia thiếu thốn tình cảm này đó. Đúng không? Rồi bên này có động lòng không? Nghe phải động được. Trời ơi, yêu bằng tay mà em nói sao rồi vậy? Rồi sao rồi cái tay có có. Đi gì nè. Rồi giờ nắm tới đâu nè? Giờ đâu em thử em làm lại lúc coi lúc đây. Tới đây thôi. Lúc đầu là cái em nắm vậy. Ừ. Cái cũng giật lại. Giật đó. Cái gì vậy? Có gì đâu, nắm tay thôi mà. Cái má la. Cái gì nó má đâu la đây, má không có má đâu đưa đây. Cái đầu em nắm. Nắm luôn. Xong rồi lên tới đây cái giật lại liền. Giật tay nữa. Quê vậy. Có nghĩa là tới là có nghĩa là gần tới nách thôi là như có điện á. Dạ. Như có điện. Nhưng mà sao bữa đó thường á biết không, có những người là gì nè,
ngồi vậy nè, xong là vậy thôi đó. Mày để tay tay mày bê đê quá vậy nè, vậy nè đó, vậy nè đó. Em biết sao không, anh á thì xe hoài à, vậy đó, có xe hoài á. Anh đi nghỉ vụ về xong là cuộc sống anh nó cứ cô đơn vậy. Mà xe hoài đâu có xe, từ từ có xe lên bây giờ. Cao không? Búp ba. Y vậy luôn à? Đó. Y vậy luôn. Dạ. Đó. Nhưng mà là sau đó là về là nhung nhớ đúng không? Không, em chạy mất dép luôn. Chạy luôn. Ủa sao vậy? Chạy luôn, chạy luôn. Kiểu bị sợ. Sợ. Sợ không ta về đúng không? Dạ dạ. Ờ, xong mà rồi cái... vì lý do nào mà em chinh phục được cô gái này? Có nghĩa là sau đó em thấy bị chạy mất dép mà. Đầu về thì xui cho cái là vợ bị mất điện thoại nữa. Sai điện thoại khác, mà có em lưu thì xuống. Lúc đó em đi show MC cũng đi tỉnh đi đồ nhiều. Em cũng với lại cái này là bây giờ mới nói chứ là sợ lên xấu thì giờ vợ em nó lại quýnh em nữa. Có nghĩa là đó em cũng gặp nhiều người gái em cũng hay vậy đó, em có tỏ tình vậy đó. Cái kiểu mà mình si cua vậy đó. Thả. Nào đó, cũng không có, mình phải cũng đặt tâm lắm. Nói chung là cũng gọi là mối quan hệ. Tại 30 tuổi là rối rồi. Dạ, cũng rối lắm. Em sợ ế luôn á. Tại bước qua cái đó nó là khó lắm luôn. Có cái mã nè mà có cái miệng nữa. Để cho anh ta kể. Rồi sao thì cũng em cũng văng là cũng năm ba cô vậy đó. Thì về vợ em mất số điện thoại. Em thì còn, vợ mất điện thoại là mất luôn số. Thì cũng năm ba cô thì cũng gọi là tìm hiểu mà. Em thấy không ổn này, thấy có bé ở Vĩnh Long là thấy okay, nghiêm túc tại vì không giật lại đúng không, thì thằng khác nó cũng giật lại. Trong đầu em nghĩ vậy. Chứ bây giờ mà mình sấn luôn mà thì thằng khác nó sấn rồi, đó thì em mới suy nghĩ đầu điện đấy, anh Minh nè, hỏi anh Minh nào nữa chứ. Em không quan tâm luôn. Mỗi qua mà đúng không? Bắt đầu lúc đó em chơi chiến thuật thôi, đánh nhanh rút gọn, bây giờ cũng chuẩn bị là bước quá qua. Ngon rồi, được rồi. Chuẩn bị bước qua 31 rồi. Đó. Nó thôi giờ mình cưới nhau nha em. Chơi một cái tin nhắn động trời luôn. Trời ơi, nhưng mà em nhận được tin nhắn đó em sốc không à? Sốc, rồi em điện thoại về cho mẹ nữa chứ. Em nói mẹ có người hỏi cưới con kìa. Rồi mẹ nói sao? Ai? Ở đâu trời? Sao đột ngột vậy, nó ở trên Bình Phước á. Trời ơi, có gặp mặt người ta lần nào chưa? Nói dạ rồi. Nói rồi sao? Cái nó thôi mày về đi rồi tính. Rồi lúc đó em bao nhiêu tuổi rồi? Lúc đó mới có 23, 24 à. Con trẻ mà, dạ. Đó. Về có kể cho mẹ nghe là đó thì anh dắt con vô tôm. Chưa, giờ lên sóng chắc biết. Không có dám, giờ lên sóng biết nè. Rồi khi nào thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Dạ rồi, sau tin nhắn đó là đúng 3 tháng là cưới luôn ạ. Nhưng mà trong lúc yêu á, anh ấy có nói nhiều như trước đây không? Vẫn còn có lãng mạn không? Vẫn còn nói nhiều, lãng mạn thì có. Nhưng mà em bắt đầu cảm thấy thích ảnh từ lúc nào? Mến mến là hết sợ rồi đó. Là từ lúc nào? Cách nói chuyện qua điện thoại cũng nghe cũng tâm lý. Nó hỏi thăm rồi ăn sáng ăn trưa thường xuyên vậy đó. Dạ. Thấy cũng thấy, cảm thấy gần gũi. Dạ. Rồi cái lúc mà anh nói là anh xin cưới em làm vợ đó. Là trong đầu em là em có nghĩ là em sẽ làm vợ anh không? Lúc đó em cũng muốn định lập gia đình rồi. Mà vì người miền Tây mà người ta cũng mê tín dị đoan lắm, em cũng đi coi bói đấy chứ. Em mới nói rồi, em mới coi tuổi ảnh với coi tuổi em, cái thời thấy hai tuổi này cũng hợp, thôi giờ mình yêu ổng cũng 50%, thôi giờ 50% còn lại để tin vào cái tuổi tác sau này mình còn vun đắp thêm. Tại em tuổi Sửu, vợ em tuổi Dậu, là nằm trong tam hạp. Bao lâu thì em mới hỏi cưới luôn? Dạ, có nghĩa là cái nhắn tin đó là sau 3 tháng là em qua dạm ngõ đám hỏi đám cưới luôn. Là có nghĩa là dạm ngõ với đám cưới là gần nhau đúng không? Dạ gần nhau. Ok, ngồi lưng chút xíu. Chùi răng. Em bị gần cái son á, son. Lên. Lên đi, lên đi cưng. Lên nào. Vui quá, mình vui quá. Giọng này giọng lên em si tiệt cười chết luôn á. Dạ, Lê Nam á, kiểu của em giống Lê Nam á. Em có biết anh Lê Nam? Dạ biết. Em là học trò của anh Khang, cũng mới quay cái số Vợ Chồng Son vừa rồi. Nguyễn Khang. Khang dancer á. Dạ. Rồi tiếp tục. Rồi như vậy là coi như là sau ba tháng sau một quý một thôi là coi như cưới luôn đó. Dạ, đưa nàng về Vinh luôn. Mà làm đủ lễ nghĩa đủ hết. Lễ luôn, ba lễ luôn. Rồi nhưng mà là chắc chắn là trong 3 tháng đó là các bạn là giữ cho nhau cho đến cái đêm giá trị đúng không? Dạ. Giữ tới đêm tân hôn luôn. Dạ. Ở lúc mới yêu người ta thì dắt vô tum vô tròi. Mà tới chừng người ta đồng ý rồi á là tại sao không tới luôn mà là tại vì em nghĩ bây giờ cũng sắp cưới rồi. Để cho nó đêm tân hôn cho nó tưng bừng. Đêm đó có tưng bừng pháo hoa không? Dạ tưng bừng luôn. Em nói là đêm đó em không ngủ luôn mà. nhưng mà vợ em có ngỡ ngàng không?
Dạ. Vợ em đó. Em. Cảm giác gì vui nữa. Vui hả? Vui hả? Cảm giác vui à. Mà ổng vui không? Ổng vô không có nói nữa không em? Đi ra không có nói không? Ăn nhiều thứ ngon lắm để chuẩn bị mà. Dạ. Rồi còn nói nhiều không? Đêm lúc đó không là, có nói nhiều. Lúc ấy chỉ có im lặng thôi. Không, hay cái, là buổi tối thì không nói, anh Thuận. Cái buổi tối thì không nói. Cái buổi mà tắt đèn là không nói. Là chỉ, động. Chỉ làm việc thôi. Ừ. Dạ. Còn tới giờ này thì em sáng muốn... đèn là bắt đầu nói dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Tới giờ phút này vợ em nó cũng mong muốn em ở nhà nói ít lại thôi. Kêu em là đàn bà luôn á. Phải nói nhá. Dạ đúng rồi. Nhưng mà ổng nói là ổng nói vui hay là ổng nói mà mình cảm thấy bị phiền phức á, bị cạm ràm á, nói nó có nhiều cách dạ. Nói nha. Cảm thấy phiền phức, cạm ràm. Ràm. Dạ. Cạm ràm vợ hả? Dạ. Thôi cái đó để bây giờ sẵn cho kể luôn đi. Kể luôn tật xấu đi. Xong rồi, em kể tật xấu luôn đi em. Kể con Minh dạ. Xấu sao nè. Nói nhiều nè, kỹ tính, sạch sẽ. Nói chung là thí dụ như cái vấn đề sạch sẽ. Sạch sẽ là sao? Ví dụ mà là tật xấu ta. Có từ ngày mà có con á là nhà cửa phải sạch sẽ, hút thuốc thì phải ra ngoài sân. Còn mới là ở chỗ nào mà đông người mà có thuốc hút hay là khói bụi gì đó là đưa con vô nhà liền. Rồi đi rước con đi học về á là trước khi rước là phải lau nhà. Quá tốt. Đó, lau sạch mà sẽ. Mà ai lau? Ai là người? Ảnh lau. Nhiều khi về quê chơi Tết á, về quê ở Vĩnh Long á là người ta ăn nhậu đúng không? Ảnh không có đâu. Dọn dẹp lau nhà, mẹ vợ thấy mẹ vợ thương lắm. Một ngày có thể lau 3-4 lần luôn á. Tại vì có con nhỏ mà. Có con em. Dạ, thì em giải thích nhỏ. Tại sao mà chị Vân hỏi mà tại sao mà kỹ tính mà là tật xấu. Kỹ tính nhưng mà em nói nhiều. Nói trời ơi con không được cho coi điện thoại. Ngủ nó phải để điện thoại xa con ra nó sống rồi nó hại. Rồi bụi bặm đồ nói chung là em như con nói chung con nít đó cái phổi nó yếu. Em về nhà vợ em mà người như ông ngoại đi là ba vợ em á hút thuốc phải ra ngoài sân. Nhiều lúc ba vợ em bị bực chứ bộ. Nói nhà tao mà. Nhưng mà là cái lần đầu tiên mà em mời nhạc phụ em ra ngoài sân hút thuốc á là em nói làm sao mà để ông dạ, đi à, nói ba ơi có con nhỏ, có em con của con nó phổi nó nhỏ lắm nó bị ho. Nên là ba đã sang hút thuốc. Cũng bực lắm. Nhưng mà vì sức khỏe của cháu của cháu dạ, dạ. Hay, cũng thành thói quen á. Ba em cũng thành thói quen ra ngoài. Rồi sao nữa? Có ghen tuông rồi có không tuyệt đó là em không ghen nha. Không không, ổng 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 á, đang kể thật xấu ổng nha. Hay về về lắm, đi tới có chương trình nào mà có ca sĩ hay là cái cô DJ nào mà đẹp đẹp là em chụp hình em, mà trong khi có vợ mình đi theo nữa. Mình em cũng bình thường không sao hết. Kêu em là phải chụp hình cho ảnh với lại mấy cô đó nữa đó. Đó. Thì đồng nghiệp bình thường mà chị. Dạ. Nhưng mà ổng thì ổng có ghen với em không? Ghen dữ dằn lắm. Dữ dằn. Ủa dạ. Nhưng mà em đi dạy thôi mà. Dạ. Em chỉ gặp phụ huynh thôi không chứ. Không lẽ ghen với học sinh? Mà mầm non. Thì bởi vì không, em mới nói đó. Em ghen với phụ huynh của học sinh. Đó. Nghĩ sao mà thời buổi bây giờ mà đi rước con thì mẹ đi rước đi. Bố đi rước không à? Ê, đụng chạm nghe. Đụng chạm nặng luôn đó. Đó. Tôi là cởi cái sơ mi này ra là về tôi đi rước con tôi không đó. Đó. Mấy ông bố kỳ thiệt, để mẹ đi rước đi. Bố đi rước không à? Đứa cái đầu đứng mình nói đây em con em cũng học chung trường đó luôn. Con em mấy mấy tháng rồi con dạ, em mấy tuổi ba tuổi ba tuổi dạ cứ vô sao? Kiểu là đứng đầu nói chuyện con, với cô hả? Nói cứ nói như là phụ huynh á trao đổi với dạ, cô trao đổi rồi con nó sao sao á thì em ghen em ghen. Vô gì cái khúc em đó ghen đó. Sao đâu ghen ghen, ghen có cái biểu hiện mặt mũi mình sao cái thái độ là trừ mắt em thôi rồi về là em im luôn có tại vì vợ em mà nó biết em giận dễ lắm tại vì em không giận là em nói đúng mà em là... im giận là im là em im là nó ủa gì vậy sao vậy sao vậy tại vì em im là em giận mắt giống như đang phụ huynh mà đang nói chuyện là đứng từ ngoài xa đứng sau lưng ông phụ huynh đứng sau lưng ông phụ huynh nha nhìn vợ đúng rồi một cái một đúng rồi đã đúng ai vậy hả mà không biết cái còn nhiều vậy nó ít thôi chứ còn về quê em nhiều khi em xách xe đi chợ cũng không cho đi đi chợ mua đồ ăn cũng không cho đi sợ mấy ông bán thịt heo á vợ giống như là thả hổ về gừng vậy đó sợ đi lung tung ghen dữ vậy không em không biết luôn mà mặc dù là mình xong rồi mà nói ủa có gì đâu ghen ta nhưng mà ví dụ bây giờ luôn nè tí nó ra ngoài ví dụ mấy anh quay phim mà đứng gần vợ em cái là em lên liền luôn em á ghen nữa. Đó kỳ em là cái máu nó là cái máu hay sao á mặc dù là em đi với mấy dancer DJ rồi nhiều lúc ca sĩ rồi thì cũng gặp kè chụp hình thì cũng bình thường mà vợ em nó cũng nghĩ bình thường nhưng mà em thì lại ghen
Em không hiểu, cái đó là ăn vô máu à. Thôi gì để vô máu là nói... ghen bệnh rồi, cái đó ghen bị bệnh á. Thôi kể từ giờ chắc nói chuyện không dám nhìn mặt vợ đúng em. Đúng rồi, nhìn mặt vợ em. Mất công nó nhìn mình bằng đôi mắt mang hình viên đạn. Mình đi, hoặc là nhìn chị nè. Đó. em ơi mà không biết sao mấy cái này có thuốc chữa không ta. Có thuốc gì không chứ mà em ghen quá nhiều lúc em cũng bị mệt chứ chị. Ghen bị mệt máu rồi đúng không? Dạ. Bị mệt. Nhưng mà đó giờ em có bắt gặp cái trận nào không mà sao? Không. Thì giờ em đâu có gì đâu, nhưng mà ý là cái vu vơ phong long rồi ghen tưởng tượng em, thì ghen trong tâm trí á. Thì bữa đó là em nhớ em đi show về 12 giờ đêm rồi, về nhà cũng mệt, về thì không thấy vợ đâu hết. Alo, đang đâu vậy? Gằn giọng quýnh liền, quýnh quán liền. Em đang đi làm đẹp spa mà cái bà chủ đó bà điện ngược cho em, chị xin lỗi em, dạ vậy chị làm trễ quá, mấy cái công đoạn này trễ quá, là quýnh quán hết trơn. Nói là không giữ vợ, không từ lúc vợ cưới tới giờ là chưa có đi qua khoảng 10 giờ. Bữa đó làm tới 12 giờ đêm. Trời sợ quá rồi. Quạo quọ đúng không? Quạo quọ. Ông đi về ông thấy em đâu sợ xe cộ, đến xe cộ thứ hai mới đi không, chơi. Không, trong đầu ai? Nghĩ, trong đầu nhảy số vậy, tưởng đi với thằng nào. Đó, không thiệt. Cái đó là thật sự luôn, em điện lắm. Đang đâu? Dữ dằn lắm. Trời đầu, là, đầu nhắn tin liền em đang spa để kiểu làm chạy một phát một luôn. Chưa thay độ này là chết. Đứng bên ngoài. Coi thấy coi tin có cái xe đó không? Em nhắn tin liền đó, anh ơi đừng có vô nghe, đừng có la âm sùm nha, em xin lỗi liên tục luôn. Mà này cũng sợ ổng. Sợ cái miệng. Nào giờ đâu có đi qua đêm vậy đâu, đi tới khuya vậy đâu. Với lại sợ bị la nữa. Ê, mình anh nói thiệt, đó giờ là em có chửi lộn với tao mình. Chửi bên ngoài. Chửi với chửi lộn mới gây lộn với phụ nữ. Không bao giờ có con trai đùa. À, em nghĩ là cũng không gây lộn, nhưng mà cứ như trong công việc mà có gì đó thì cũng có tranh luận cũng quyết liệt. Biết sao nổi gì không, cái giọng của em nó nói chung là nó chèn bẹt à, nó hay lắm. Em gây lộn với ai không ai gây lợi em đâu. Đó, dạ. Chứ, anh nói thật còn nói như vậy mà chết em luôn. Rồi giờ còn tật xấu gì nữa không hả? Còn tật xấu gì nữa không cô giáo? Dạ không, có nhiều thôi gì nữa đâu. Dạ. Hết rồi phải không? Dạ dạ. Ghen thôi, ghen bệnh. Dạ dạ đúng rồi. Ghen bệnh là quá sạch sẽ. Dạ. Lèm bèm. Dạ đúng rồi. Rồi còn bà có tật xấu gì không cưng? Tật xấu là cái này không biết là tật xấu hay là bệnh luôn nha. Bệnh đó, bây giờ mà em phải khui chứ. Ừ, nghĩa là lợi của mình mà. Em tại sao em lèm bèm nè, có nghĩa là em nói cái đó rồi một lần, hai lần, ba lần, 10 lần luôn không thay đổi. Mà cái việc nhỏ đó, ví dụ như cho con coi điện thoại ít thôi, thằng con em bây giờ nó xài điện thoại gì đâu mà mới, nó xài từ năm 1 tuổi mấy đó, giờ 3 tuổi lại xài, nó tự lướt tự coi TikTok rành. Dạ đó, thì tại vì em có đọc tin tức thì em nói là xài thì con nít xài điện thoại nhiều thì nó sẽ không có tốt. Nhưng mà cứ để đi làm về là thấy mẹ không máy con mày. Đó, rồi những cái nhỏ nhặt ví dụ như là lau nhà đồ cho sạch sẽ đồ để cho con cái có sức khỏe thì vậy đó. Đó là mặc dù là em nhắc 1-2-3 lần mà vẫn không nhớ. Không biết là này có bị mất trí nhớ hay là sao, hay là ý cố là, tình ý nhớ. Là cố tình chống đối. Đó, cái nghe không phải im lặng là đồng ý, mà im lặng mày tao không làm, mày làm gì tao. Đó, em vậy mới thắc mắc như vậy thôi. Im lặng trong sự chống đối. Dạ thì rồi. Có như vậy là không có chú tâm vô những cái lời mà chồng nói đó, chồng đúng không? Cho nên là chồng nổi điên, chồng lèm bèm tiếp. Dạ. Luôn có khi nào mà em nói mà nó không đúng thời điểm không, cho nên bà mới bực? Dạ có những lúc thì cũng không đúng thời điểm, ví dụ như vợ đi làm về mệt. Ví dụ vậy, nhưng mà cũng có những lúc là đang thông thả, cũng đang bấm điện thoại thì nói cũng vậy thôi chứ không có sửa. Có nghĩa là hiện giờ chồng vợ của em đang bị bệnh ghiền điện thoại đúng không? Bị ghiền dạ, điện thoại. Dạ, bị ghiền điện thoại. Vậy là bấm điện thoại suốt. Dạ. Thì nói chung là cái này là cũng có một phần là ngoài làm giáo viên thì bán online rồi đó. Thì cũng có, nhưng mà em nói hạn chế thôi, bán cho vui thôi cũng được. Tại vì kinh tế thì cũng không phải là mình phải để làm những việc đó. Em còn cấm luôn mà. Em nói vợ em cũng thích là vui rồi vậy đó. Mấy phụ huynh đồ tăng may đặt hàng đồ đó. Cứ cầm điện thoại miết. Tại muốn thôi để lo cho con. Dạ. Rồi còn gì nữa nè. Hai chồng hôm nay ba mấy rồi đúng không? 30 em 37. 37 rồi. Dạ. Rồi dạ. Có định thêm đứa nữa không? Dạ cái này mấy cái này thì vợ em mấy bữa nay luôn, trong khoảng tháng nay á. Tối đi ngủ rồi. Tắt đèn hết rồi. Anh ơi, cho em nhát. Cho em nhát nữa. Cái gì bây giờ Mẫn nó mới có 3, chưa được 3 tuổi, gần 3 tuổi thôi, có nghĩa là với lại là vợ em là đẻ mổ. Phải sau 3 năm thì nó mới có sức khỏe.
với lại là mình phải cho con mình nó lớn tí xíu nữa nó mới ổn định. Là giờ em đang muốn có đứa nữa hả? Tại vì tuổi cũng phải hợp tuổi luôn, tại năm nay năm Sửu đó, cứ năn nỉ hoài luôn. Mà em sao? Em không nói thôi ngủ đi em. Tại sao vậy? Tại thì nãy em phân tích là em chưa muốn có thêm đứa nữa. Không thì cái chuyện có con là một chuyện, còn cái chuyện mà nhà nhắc này nhắc nọ lại là một chuyện khác. Dạ nhiều lúc sợ lỡ cái nó không kế hoạch được, cái nó dính luôn là khổ. Trời rồi em bắt vợ em coi như là dạ. Ở không nhịn đói vậy đó hả? Nhịn đói luôn. Ủa, có nghĩa trong 3 năm nay? Dạ không, có nghĩa là cũng như mà kế hoạch anh. À. Dạ. Chứ tưởng đâu cho nhịn đói 3 năm là mệt. Nhưng mà em chưa thấy ai mà phụ nữ mà mặc dày vậy. Em nói thiệt luôn. Gì đâu mà anh ơi, đứa nữa đi anh. Đứa nữa đi anh. Ta thèm luôn á. Ta thèm có con mà. Dạ. Đúng không? Mà phải mới mổ cách đây mới 3 năm thôi, phải ít nhất phải 5 năm. Không, phải 2 năm là có thể có con được rồi. Dạ. Nghe. Dạ. Nghe, 2 năm là có con được rồi. Rồi. Vậy được xong cái thì... này anh cho em đứa nha. Anh thử nói 2 năm là anh yên tâm rồi đó. Cảm ơn anh nhỏ. Dạ. Nhưng mà bây giờ phải làm liền đi. Dạ. Chứ không là nó qua tới năm sau đó. Ý, giờ là qua năm sau rồi. Là năm Sửu, đó năm nay mà. Năm Sửu. Năm nay. Nhưng mà bây giờ mà có là năm sau mới đẻ. Không, nếu bây giờ có liền là nguyên nguyên con luôn. Ừ. Bây giờ là mới tháng Giêng. Em sao vậy? Bây giờ mới tháng Giêng à. Ờ được rồi, đúng rồi. Nguyên con trâu luôn. Đêm nay tranh thủ luôn em ơi. Rồi bây giờ mong muốn vợ mình thay đổi điều gì nè? Dạ, mong muốn là em là sau này anh nói cái gì á là chú tâm dùng cái nốt lại, ghi lại và sửa một lần hai lần là phải sửa, để cho mà anh nói thì anh chỉ là nói những cái đúng thôi, chủ yếu là cho con đồ nó phát triển đó, là phải nghe ví dụ đồ đạc trong nhà để cái gì là phải nhớ mình để ở đâu. Để xong hỏi em ơi cái đó đâu, không có hay nhớ quên. Luôn đó là hay quên đó. Dạ. Dạ. Tật hay quên. Dạ, nữa đó. Dạ. Cũng là một tật xấu á. Dạ. Dạ. À, mong muốn là em là phải chú tâm những cái đó, xong chương trình này về coi đi coi lại và nhớ những lời anh nói. Rồi nha em yêu. Rồi tới em yêu đó là mong muốn ảnh đó là ăn uống điều độ vô, hay bỏ bữa, ví dụ nhận sự kiện nhận chủ gì tới nơi là lo làm không lo ăn, người hay uống những lon nước ngọt rồi đó, hay uống không mà uống cà phê với lại uống nước ngọt là thay bữa cơm sáng. Ồ, là dạ, thay cơm bằng nước đó nguy hiểm nha. Dạ. Bỏ bữa với lại nóng tánh. À, nói nhiều thôi à. Có nghĩa là bỏ ba cái đó. Dạ. Bớt nói nhiều hay là cơm. Bỏ luôn. Em muốn anh bớt nói nhiều thì em phải chú tâm những gì anh nói, là bảo đảm luôn anh không nói nhiều nữa. Ừ. Đừng có nói chuyện với phụ huynh nam nữa. Là không nói nhiều bị bệnh. Không được rồi, phải đi kiếm một cái thuốc nào đó đừng mà thay đổi cái suy nghĩ của em. Ừ. Thực sự em thấy em ghen em mệt không? Mệt quá, mệt mệt lắm luôn chứ đâu nè, ghen mà... cái đầu nó quay. Ừ. Nó không làm ăn được luôn á. Mà chị nói. Dạ. Thêm nữa nè, tự nhiên mình ghen á, tự nhiên level mình bị thấp. Dạ. Ừ. Thiệt luôn, tự tại nhiên vì... mình thấy tự nhiên sao vậy trời, sao mình cứ dưới kèo hoài vậy mà kèo... chị phải ghen. Tại vì vợ em nhỏ em tới 8 tuổi lận đó, nên là sợ. Sợ không hề. Chị nói em á, bây giờ á hả, những cái chuyện mà chứ là hơn một giáp hay hơn hai giáp là chuyện rất là bình thường. Mà xu thế là mấy cái cô gái á, mà có chồng lớn hơn tuổi á, là nếu mà biết đúng đường á, là mê chết luôn, mê chồng á. Dạ. Mê. Mà không những là mê mà còn thần tượng chồng mình nữa. Dạ. Em hiểu không? Chứ mắc mới vậy em phải ghen. Trời ơi, em kèo trên mà. Sao phải ghen trời. Ừ. Dạ cha, xong chương trình này phải về nhớ lại những gì nhớ chị. Hôm là ngày em tin chị đi. Chị. Dạ. Nói chị nói nghiêm túc. Tại vì tự nhiên ghen á, tự nhiên thấy người mình nó bị hạ xuống. Dạ. Ví dụ như ghen, ví dụ đi, chị nói ví dụ ghen ai mà không có. Dạ. Yêu là phải ghen. Dạ. Nhưng mà mình phải biết giấu tất cả những đó, mình trong showbiz mà. Dạ. Mình phải giấu lại chứ, để. Dạ. Mà cái tư thế mình nó khác chứ. Đúng. Dạ. Rồi. Trời ơi, chứ tự nhiên. Xong tự này nhiên... về em lật kèo lại. Lật kèo lại cho không chị. Ghen nữa. Lật kèo lại. Đi em. Chà. Thoải mái đi. Cho một đứa nhỏ. Cho một thằng con trai con gái rồi. Trai rồi. Trai rồi. Một thêm đứa con gái nằm sủ cho tôi. Dạ. Trời ơi, hiểu không? Là nhốt chân ở nhà luôn. Dạ. Dạ. Hết chuyện bây giờ. Mong muốn vợ mình đừng nói chuyện với phụ huynh nam nữa. Trời ơi, giờ mà công trường người ta mất xã hội đó. Thì nghe. Dạ. Thì phụ huynh nữ đi đứa con rồi. Thôi. Sao được, mỗi nhà nữa. Mỗi cảnh mà nhà ông nội này nè, có bao giờ mà xả đi đứa con đâu. Dạ. Ông nội này ông đi tôi không? Vậy là anh. Tôi anh... là tôi rảnh là tôi đi đứa con. À, nhưng mà chị bật mí cho em một điều nghe. Những cái ông mà đàn ông mà đi rước con thường là những người rất thương vợ và rất thương con.
À em để ý giùm chị cái đó nghe, dạ. Chi tiết đó. Cho nên em yên tâm là người ta không có bị gọi là say nắng một người nào khác đâu. Bởi vì phải thực sự thương vợ thương con, người ta mới nhận lãnh cái trách nhiệm đó. Đó, đó. Đây. Điển hình là anh Quốc Thuận. Đúng, chính xác luôn. Tôi khẳng định luôn, tôi chưa bao giờ tôi ghen với vợ tôi một gì cả. Sống rất là vui vẻ nghe. Rồi sống an nhàn lắm, thảnh thơi nữa nghe. Vậy cũng nhờ chương trình Vợ Chồng Son về cũng em sẽ thay đổi tư duy. Thay đổi nha, nhớ nha. Chúc cho hai em luôn vui vẻ nghe. Và cuối năm nay có một con trâu vàng xuất hiện. Là quà sinh nhật. Trâu nữ. Trâu vàng. Và hôm nay cái ngày cũng đặc biệt luôn, là ngày quay hôm nay là ngày sinh nhật của vợ em luôn. Hành động đi. Birthday. Vậy là tối nay luôn nha. Nào, tối nay tặng một con người. Nhớ nghe. Hành động đi em. Okay. Có cái gì đặc biệt để mà bày tỏ với vợ không? Dạ em thì xưa giờ em hay làm bất ngờ không à. Nghĩa là sinh nhật 8 tháng 3, 14 tháng 2 là từ lúc cưới đến giờ luôn, là em nhiều lúc đang dạy trong trường á, buổi trưa luôn. Em. Gì vậy đang như vậy? Đầu ra tặng quà. Bây giờ hôm nay thì ngày hôm nay em cũng đứng lên đi. Có luôn. Wow, trời ơi. Nặng ký luôn á. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yeah. Chúc mừng sinh nhật em. Trời ơi, gánh tị quá. Nhẫn đẹp quá à Bin. Đẹp quá. Ơi, chúc hai đứa hạnh phúc nghe. Rồi. Tối nay nha, tối nay nha. Dạ, tối nay à. Tròn nhát nha. Dạ, rồi, happy birthday em nha. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn hai em.